Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Bảo vệ thực vật Nông Tâm. Thì hôm nay mình qua giới thiệu cùng bà con một sản phẩm thuốc trừ sâu Yaboco đặc trị ruồi vàng và bọ trĩ. Sản phẩm thì gồm có hai hoạt chất, đó là Lambda Cihalurin 110g trên lít và Thimesosam 140g trên lít và phụ gia đặc biệt là 750g trên lít. Đây là thuốc dạng sữa, dạng huyền phù SC, rất là mát cây, mình có thể phun mọi giai đoạn cây trồng. Ngay cả lúc cây mình ra hoa và ra đọt non. Trong đó hoạt chất Lambda Cihalurin là hoạt chất cúc tổng hợp, và hoạt chất Thimethosam là thành phần hoạt chất là gốc nicotine. Thì đây là hai hoạt chất mà có tác dụng lên hệ thần kinh. Khi mà mình phun vào thì các loại côn trùng, ví dụ như là bọ trĩ, rầy xanh, ruồi vàng, nó sẽ bị tác động lên hệ thần kinh và bị tê liệt và bị chết. Thì chai sản phẩm Yaboco này có giá là 120.000, mình pha được với 200 lít nước.